cái phần nửa thôi nè, âm thanh nó lớn vang hết cả phòng rồi. Alo. 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 Hát hay, không đợi âm thanh hay. Đêm sắp tan, sương ướt lạnh, cầm bàn tay chẳng muốn rời. Ngày mai đây hai phương trời, bạn thân ơi biết đi về đâu. Đã qua rồi bao tháng ngày cùng bên nhau chung mái trường, mà giờ đây hai con đường mình chia tay. Bạn thật nơi mai xa cách nhau, lòng vẫn mãi nhớ phút ban đầu. Dẫu mai này dù đổi thay, vẫn không quên tình bạn thân. Đường ta đi gian nan khó khăn, cũng có lúc vẫn nhớ đôi lần. Hãy gượng cười và vững tin, sẽ một ngày gặp lại nhau. Okay. Các bạn có thể pause, ứng dừng nhạc ở trên đây được luôn, và trả tới hoặc trả lui nhạc cũng được luôn ở trên đây. Và tiếp theo là trong cái hộp của nó nè các bạn, đây là cái hộp của nó. Nó có hai sợi dây, một sợi dây sạc và một sợi dây kết nối với lại đầu, cái đầu âm thanh kia là kết nối với lại máy vi tính, hoặc là kết nối với lại cái máy laptop, hoặc là cái gì mà các bạn muốn kết nối. Thì cái đầu kết nối còn lại là giống như cái đầu để gắn vô cái phần tai nghe nhạc á, của iPhone á đó, của mấy cái phone á. Đây bây giờ Aki thử nha. Thì nếu mà các bạn muốn kết nối Bluetooth thì các bạn kết nối Bluetooth. Còn nếu mà cái máy vi tính của bạn hoặc là điện thoại các bạn không có Bluetooth á, thì các bạn có thể kết nối bằng dây đó để hát. Đây bây giờ Aki sẽ kết nối bằng dây thử cho các bạn. Âm thanh này hát hay đã thì các bạn ơi, rất là lớn. Bởi vậy nên các bạn mua, các bạn nên chọn những cái nơi bán hàng uy tín á, tại vì họ sẽ kiểm tra rất kỹ. Và cũng như Aki á, Aki đã AUX mode. Đó, gắn vô cái nó cũng kêu nữa thấy không? Gắn vô nó cũng kêu nữa. Đó thì Aki cũng phải mua. Aki tại tính Aki thích xài hàng xịn, hàng tốt lắm nên không có bán mấy mic rẻ. Đó. Thì Aki cũng mua từ trong chính hãng nó ra, nên bởi vậy là cái giá của Aki là cái giá nó, cái giá sát. Cái giá sát với công ty rồi. Ok, bây giờ Aki gắn vô để hát thử bằng này ha. Nha, à, đó kết nối với lại iPad bằng cái đường LAN này, không cần phải kết nối Bluetooth, tắt Bluetooth. Rồi bây giờ mở tiếp. Đó, khi kết nối tự nhiên nó mặc định nó sẽ nhỏ lại, thì các bạn phải mở cái âm thanh ở đây cho lớn lên. Đó. Ok. Mở hết lớn của cái iPad và lớn của cái bên đây. Để Aki kết nối, tại vì Aki có đeo cái bao đó, nên kết nối nó không có sát được. Ok. Đêm sắp tan, sương ướt lạnh, cầm bàn tay chẳng muốn rời. Ngày mai đây hai phương trời, bạn thân ơi biết đi về đâu. Đã qua rồi bao tháng ngày cùng bên nhau chung mái trường, mà giờ đây hai con đường mình chia tay. Ok. Ok. Đó thì Aki đã giới thiệu cho các bạn như vậy rồi. Bluetooth mode. Đó. Bluetooth. Thì các bạn nào mà nếu mà cần á thì các bạn có thể liên hệ với Aki ra rồi để mà mua những sản phẩm này nha. Hiện tại thì Aki chỉ còn có hai cái cuối cùng. Còn có hai cái cuối cùng đời 2017, còn 2016 thì hết rồi. Thì sau khi Aki sẽ lấy một cái để Aki sử dụng, nên còn có một cái thôi.
đó, Ki lấy màu hồng, thích cái màu hồng nhìn đẹp quá. Đó thì còn có cái thôi, thì nếu mà sắp tới Ki sẽ nhập hàng về tiếp, giờ đang Ki đang order đặt về bên nước ngoài rồi. Đó thì nếu mà các bạn nào mà cần thì liên hệ với Ki nha, để cho xài hàng nó tốt và nó đừng có bị xài hàng giả ha. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin chào.